Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defend, không còn là nghi vấn, hãng thông tấn quốc gia Nga TASS đã đưa tin xác nhận ông chủ của tập đoàn an ninh quân sự tư nhân Wagner, Evgeny Prigozhin nằm trong danh sách hành khách vụ tai nạn máy bay ở vùng Tver vào lúc 18 giờ 11 phút ngày 23 tháng 8 theo giờ Nga, tức 22 giờ 11 phút ngày 23 tháng 8 giờ Hà Nội. TASS dẫn thông cáo báo chí từ cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga cho biết, một cuộc điều tra về vụ tai nạn máy bay Embraer xảy ra ở vùng Tver tối nay đã được tiến hành. Theo danh sách hành khách, họ và tên Evgeny Prigozhin có mặt trong danh sách những người trên máy bay. Trong khi đó, Bộ các tình trạng khẩn cấp cho hay một máy bay Embraer Legacy thuộc sở hữu tư nhân bị rơi ở tỉnh Tver có 10 người trên máy bay, gồm 3 thành viên tổ lái và 7 hành khách. Thông tin sơ bộ cho thấy toàn bộ những người này đã thiệt mạng. Chiếc máy bay rơi gần làng Kuzhenkino thuộc tỉnh Tver khi thực hiện hành trình từ thủ đô Moscow đến thành phố Saint Petersburg. 8 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường. Trong số các hành khách trên máy bay, ngoài Prigozhin còn có Dmitry Utkin, cánh tay phải của ông trùm Wagner trên máy bay. Các hãng tin uy tín của Nga như RIA, Sputnik, Đài RT cũng đưa thông tin tương tự, Prigozhin có mặt trong danh sách hành khách trên máy bay trước khi cất cánh. Có thể thấy, họ cũng rất thận trọng bởi có mặt trong danh sách hành khách với có mặt trên máy bay là hai nghĩa khác nhau, vì từng có những vụ việc có những hành khách không lên máy bay trước khi cất cánh hoặc đổi ý vào phút chót. Do đó, để xác định chính thức Prigozhin đã chết thì cần thời gian để xét nghiệm DNA các thi thể được tìm thấy, vì như chúng ta đã biết, rơi máy bay thì hậu quả khủng khiếp như thế nào. Evgeny Prigozhin, 62 tuổi, nổi lên từ thành phố Saint Petersburg cuối thập niên 90 với hình ảnh doanh nhân nhà hàng, dần xây dựng uy tín với Điện Kremlin và lấn sân sang mảng xây dựng. Prigozhin bước chân vào lĩnh vực quân sự từ năm 2014 khi thành lập công ty Wagner. Các thành viên của Wagner là cựu chiến binh Nga được tuyển mộ để hỗ trợ Moscow bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia. Wagner được cho là tham gia vào quá trình đảm bảo cuộc trưng cầu dân Ý sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga năm 2014 diễn ra suôn sẻ, cũng như hỗ trợ quân sự cho lực lượng ly khai ở vùng Donbass. Prigozhin công khai thừa nhận ông là người sáng lập Wagner vào năm ngoái, đồng thời tuyên bố sẽ hỗ trợ quân đội Nga trên chiến trường Ukraine. Prigozhin đã trở thành gương mặt đại diện cho Wagner khi ông xuất hiện trong nhiều video tuyển mộ của tập đoàn. Wagner cũng trở thành cái tên quen thuộc trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine khi vai trò của lực lượng này ngày càng trở nên quan trọng. Sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, Wagner đã kiểm soát hoàn toàn Bakhmut, giúp gia tăng danh tiếng và ảnh hưởng của Prigozhin trên chính trường Nga. Prigozhin sau đó tuyên bố rút lính Wagner về căn cứ hậu phương và bàn giao thành phố cho quân chính quy của Nga. Hàng nghìn tay súng Wagner đã tổ chức nổi loạn hôm 24 tháng 6 sau khi Prigozhin cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chỉ đạo vụ tập kích vào doanh trại của tập đoàn, gây thương vong lớn. Các tay súng từ chiến trường Ukraine đã tiến vào miền nam Nga, di chuyển trên cao tốc hướng tới Moscow. Prigozhin đã yêu cầu giao Bộ trưởng Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Gerasimov cho ông ta để có thể khôi phục công lý. Trong phát biểu trưa ngày 24 tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin đã gọi cuộc nổi loạn của Wagner là hành vi phản quốc và tuyên bố sẽ trừng phạt nghiêm khắc những người có liên quan. Cuộc nổi loạn chấm dứt vào đêm ngày 24 tháng 6 khi hai bên đạt được thỏa thuận do Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian để Wagner rút về doanh trại, Prigozhin được miễn tố và rời Nga để đến Belarus. Giới quan sát cho rằng đây là dấu chấm hết cho mọi tham vọng chính trị của Prigozhin. Hồi tháng 7, Điện Kremlin tiết lộ ông Putin đã gặp Prigozhin và hơn 30 chỉ huy Wagner hôm 29 tháng 6. Ông lắng nghe lời giải thích từ các chỉ huy Wagner, đồng thời đưa ra lựa chọn công việc cho họ sau khi Prigozhin tới Belarus. Tổng thống Putin cho biết ông đã đề nghị các tay súng tiếp tục phục vụ quân đội Nga dưới quyền chỉ huy có biệt danh là Tóc Bạc. Tuy nhiên, Prigozhin không đồng ý. Wagner đã mở doanh trại ở Belarus, nhưng Prigozhin vẫn thường xuyên về Nga. Hồi cuối tháng 7, ông xuất hiện bên lề hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi ở Saint Petersburg. Lần gần đây nhất, ông trùm Wagner xuất hiện trên truyền thông là vào ngày 21 tháng 8 khi Prigozhin đăng video ám chỉ ông đang ở châu Phi. Nói chung, từ các thông tin của truyền thông Nga không loại trừ khả năng với tỷ lệ rất cao Prigozhin đã chết, và bây giờ người ta bắt đầu nghĩ tới các nguyên nhân. Về nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay sẽ cần thời gian để cơ quan chức năng Liên bang Nga tìm hiểu xem vì sao và như thế nào. Dĩ nhiên, ở vào một thời điểm nhạy cảm như hiện tại, đã xét tới hành động của ông này trong cuộc binh biến vào tháng 6, khẳng định là sẽ có những luồng tư tưởng khác nhau về vụ việc. Ví dụ như, đó có thể là một vụ mưu sát, tôi dám chắc là sẽ có nhiều người nghĩ tới khả năng này đầu tiên. Thực tế, đã có các nghi vấn về dấu vết của tên lửa phòng không bắn vào chiếc máy bay dân sự. Tuy nhiên, chắc như đinh đóng cột, đó chỉ là một vụ tai nạn thông thường của ngành hàng không, ai mà biết được.
Đáng chú ý, Embraer Legacy là mẫu máy bay phản lực thương mại hạng nhẹ do Brazil sản xuất, thường được giới thương gia đặt mua với chi phí 24,7 triệu đô một chiếc. Chúng có thể bay hơn 6.000 cây không cần tiếp nhiên liệu với tối đa 13 người. Chiếc máy bay được đánh giá là khá an toàn, tin cậy cao khi có tới 130 chiếc đã tới với doanh nhân của 20 quốc gia và cho tới nay chỉ ghi nhận có một sự cố vào năm 2006 nhưng không có thiệt mạng về người. Vụ tai nạn ở Nga ngày 22 tháng 8 được xem là thảm kịch kinh hoàng nhất với dòng máy bay thương gia của Brazil. Tất nhiên, hàng không mà vẫn có những bất chắc. Thậm chí, cũng sẽ có những thuyết âm mưu về việc Prigozhin chưa chết, ông ta đã đi trên một chiếc máy bay khác chẳng hạn. Rồi thì, trong một diễn biến liên quan, trùng vào ngày chiếc máy bay chở Prigozhin gặp nạn, thì đã có thông tin xác nhận về việc Đại tướng Sergei Surovikin, một người được coi là có quan điểm thân thiết với Prigozhin và Wagner, bị miễn nhiệm chức vụ tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ Nga PKS. Đáng nói, Surovikin đã không còn xuất hiện trên truyền thông kể từ sau khi xảy ra binh biến với Wagner. Do vậy, dù là nghi vấn hay thuyết âm mưu nào đi nữa, có lẽ kết luận của cuộc điều tra sẽ không làm vừa lòng tất cả, nhưng nghi vấn thì mãi mãi chỉ là nghi vấn mà thôi. Không thiếu các vụ việc trên thế giới tới nay vẫn bị nghi ngờ về kết quả điều tra, như vụ ám sát Tổng thống Kennedy là một ví dụ. Tuy nhiên, nếu như Prigozhin được xác nhận đã chết, điều quan trọng bây giờ đó là cơ ngơi mà Prigozhin để lại, bao gồm hàng ngàn nhân sự của tập đoàn an ninh tư nhân Wagner, ai sẽ tiếp quản? Sau vụ binh biến, một số đã chọn ở lại, nhưng có đến hàng ngàn binh sĩ Wagner đã chọn cách theo Prigozhin sang Belarus và đã tham gia các hoạt động quân sự tại đây. Ngoài ra, Wagner vẫn hiện diện tại châu Phi theo các hợp đồng đã ký kết về đảm bảo an ninh. Từng có lời đồn về việc Cộng hòa Niger hậu đảo chính có thể hợp tác với Wagner để đối phó với chiến dịch can thiệp quân sự tiềm năng từ Pháp và Liên minh Tây Phi. Rõ ràng là Prigozhin đã qua đời, thì với quy mô tập đoàn khổng lồ, việc tìm kiếm một người thay thế để lãnh đạo Wagner không khó. Chỉ có điều, Wagner sẽ đi theo con đường nào thì cần thời gian để trả lời. Không chỉ có thế, Prigozhin ra đi đột ngột cũng để lại những rắc rối không ít cho gia đình ông trùm, vốn còn là một doanh nhân tài ba với nguồn thu hàng tỷ đô la mỗi năm. Tổng thống Putin từng cho biết, chính phủ Nga đã trả cho Prigozhin gần 2 tỷ đô trong hơn một năm qua, trong đó có khoảng 1 tỷ đô dành cho Wagner, còn lại là cho Comcorp, công ty dịch vụ ăn uống và nhà hàng, qua các hợp đồng cung ứng thực phẩm cho quân đội. Dmitry Kisalev, giám đốc đài truyền hình nhà nước Nga Rossiya Segodina, ngày 1 tháng 7 nhận định Comcorp trên thực tế hưởng lợi gần 845 tỷ rúp, khoảng 9,6 tỷ đô nhờ các hợp đồng với chính phủ. Ngoài cung cấp thực phẩm quân sự, Prigozhin còn kiếm tiền từ bất động sản. Tháng 11 năm 2022, trên con phố Zonia Samut ở Saint Petersburg, ông trùm Prigozhin đã khai trương trụ sở chính của PMC Wagner cao 23 tầng. Tòa nhà 23 tầng không chỉ là nơi đặt tổng hành dinh của Wagner, công ty quản lý còn cho thuê văn phòng, đồng thời tài trợ nơi làm việc cho những người sáng tạo nội dung, chuyên viên thiết kế và chuyên gia công nghệ thông tin với điều kiện họ thực hiện các dự án yêu nước, trong đó có ủng hộ chính phủ và chiến sự tại Ukraine. Trong vòng 6 tháng sau khi khai trương, trung tâm Wagner PMC quy tụ hàng chục khách hàng mới, trong đó có những blogger ủng hộ chiến sự, tổ chức Cyberphone Z chuyên về tạo ảnh hưởng mạng xã hội và một trường dạy sử dụng máy bay không người lái UAV. Kể cả sau vụ binh biến ngày 24 tháng 6, tòa nhà này vẫn hoạt động bình thường, bất chấp các cuộc khám xét của cơ quan an ninh liên bang. Ngoài tòa nhà trụ sở chính, Prigozhin còn nắm giữ 80% cổ phần một công ty khác trong lĩnh vực bất động sản. Ông còn có một cơ sở bắn súng và 4 câu lạc bộ võ thuật. Được biết, ông đã kết hôn với bà Valentinova, cũng là một doanh nhân có tiếng, sở hữu nhiều công ty. Ông có hai con gái sinh năm 1992 và 2005 và một cậu con trai sinh năm 1996. Nói chung, dù thế nào, Prigozhin vẫn còn được nhớ mãi và nhắc đi nhắc lại nhiều năm nữa khi mà gia sản hàng tỷ đô vẫn hiện hữu ở Nga và trên thế giới, nhất là Wagner.